Tất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua luôn được chúng tôi cập nhật để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Trong phiên xét xử về những sai phạm xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn SCB và các tổ chức có liên quan, Hội đồng xét xử tiếp tục xét hỏi đối với nhóm bị cáo thuộc các công ty thẩm định giá bị truy tố về tội, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Trong nhóm này, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố 7 bị cáo là giám đốc, tổng giám đốc, thẩm định viên các công ty thẩm định giá tài sản. Bị cáo Trần Văn Nhị, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạng hãng kiểm toán và định giá ATC, là người môi giới thẩm định giá tài sản cho ngân hàng SCB, bị cáo này cho biết được trần thị mỹ dung phó tổng giám đốc ngân hàng scb nhờ tìm kiếm các công ty thẩm định giá để thẩm định giá tài sản đảm bảo cho ngân hàng scb Bị cáo Trần Văn Nhị cho biết năm 2020, Trần Thị Mỹ Dung, nguyên phó tổng giám đốc ngân hàng SCB yêu cầu bị cáo Nhị liên hệ, thỏa thuận với Trần Thị Kim Ngân, nguyên tổng giám đốc công ty cổ phần thẩm định giá Thiên Phú, phát hành hai chứng thư thẩm định giá ghi lùi ngày, nâng khống giá trị tài sản bảo đảm để ngân hàng SCB đưa vào hợp thức hồ sơ thế chấp, hồ sơ vay vốn giải ngân cho 65 khoản vay, rút tiền cho bị cáo Trương Mỹ Lan sử dụng. Hành vi của bị cáo Nhị gây thiệt hại cho SCB hơn 110.000 tỷ đồng. Bị cáo Nhị Khai đã nhận thù lao giới thiệu khoảng 1,3 tỷ, nguyện vọng trả lại hết tất cả, tác động gia đình đi vay mượn, gia đình đã khắc phục. Đến lượt mình Trần Thị Kim Ngân, tổng giám đốc công ty cổ phần thẩm định giá Thiên Phú cho rằng lời khai của bị cáo Nhị có chỗ chưa chính xác vì chỉ nhận được 300 triệu đồng tiền tạm ứng phí thẩm định giá, trước đó Nhị Khai gửi cho công ty của Ngân 600 triệu đồng. Ngân còn khai làm theo tiến độ, giá và thời gian phát hành do nhị yêu cầu. Về phí thẩm định giá thì hồ sơ thu phí cao nhất cho dự án mũi đèn đỏ là 300 triệu, phí hồ sơ thấp nhất chỉ 5 triệu. Còn bị cáo Trần Tuấn Hải, thẩm định viên công ty cổ phần thẩm định giá Thiên Phú Khai, chỉ làm công ăn lương cho bị cáo Ngân hưởng lương 15 triệu đồng một tháng. Biết được các hồ sơ ký là rất rủi ro, nhưng do công ty cũng đang gặp khó khăn về tài chính nên ký theo chỉ đạo của Ngân. Tại tòa bị cáo Hồ Bình Minh, Phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thẩm định giá MHD, thừa nhận cáo trạng truy tố nhưng bị cáo cho rằng chỉ làm việc với Bùi Ngọc Sơn, chưa bao giờ gặp Trần Thị Mỹ Dung. Lúc công ty của bị cáo gặp khó khăn, bị cáo có gặp Sơn và Sơn gửi hai hồ sơ nhờ định giá. Sau khi tính toán, bị cáo đã báo giá làm chứng thư cho Sơn. Từ khi nhận hồ sơ đến khi làm, bị cáo trực tiếp định giá hai dự án cho Sơn chuyển, bị cáo Minh khai, tổng cộng bị cáo Minh làm 3 chứng thư, nhận trực tiếp từ Bùi Ngọc Sơn khoảng 280 triệu do ngân hàng SCB chuyển làm các chứng thư này. Sau khi trừ các chi phí thì công ty nhận được 65% tổng số tiền đã nhận. Trước buộc khai báo, bị cáo Minh nói sau khi kết thúc dịch Covid-19, công ty gặp khó khăn để duy trì hoạt động nên dù biết hồ sơ có vấn đề, bị cáo cũng cố xoay sở, bị cáo chỉ ngờ ngợ hồ sơ có vấn đề chứ thật tình không biết họ dùng hồ sơ để rút tiền. Trong vụ án này, bị cáo có một số tình tiết giảm nhẹ mong tòa xem xét, bị cáo Minh nói. Đối với các bị cáo khác là Lê Huy Khánh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thẩm định giá tầm nhìn mới, Đỗ Xuân Nam, phó tổng giám đốc công ty cổ phần tư vấn dịch vụ bất động sản DATC và Lê Kiều Trang, phó giám đốc công ty cổ phần thẩm định giá eSIM. Tại tòa đều thừa nhận hành vi phạm tội, các bị cáo này cho biết đã ký phát hành các chứng thư thẩm định giá các tài sản cao hơn giá trị thực tế của các tài sản bảo, ghi lùi ngày phát hành chứng thư để ngân hàng SCB sử dụng phục vụ việc giải ngân vốn vay cho khách hàng. Số tiền phí thẩm định giá công ty các bị cáo được nhận từ 100 triệu đồng đến 2 tỷ đồng. Trong phiên xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thành Phát, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xét hỏi các bị cáo Nhóm bị cáo là các cựu lãnh đạo, cán bộ ngân hàng SCB bị cáo buộc giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan, chiếm đoạt của ngân hàng SCB số tiền khủng. Trước tòa, các bị cáo này đều khai họ là những người làm công ăn lương, không hưởng lợi vật chất từ bị cáo Trương Mỹ Lan. Theo đó, các bị cáo đều được Nguyễn Ngọc Dương đã chết, cựu giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Peninsula tuyển dụng và bố trí làm việc tại các công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát. Ngoài các công việc được giao theo hợp đồng lao động, Nguyễn Ngọc Dương còn chỉ đạo các bị cáo tìm thuê người đứng tên thành lập công ty ma nhằm vay vốn khống, giải quỹ cho các khoản vay tại ngân hàng SCB của bị cáo Trương Mỹ Lan. Theo đó, những cá nhân được nhóm này thuê phải cung cấp giấy tờ tùy thân, sau đó họ sẽ ký vào các giấy tờ A4 không có nội dung, được đánh dấu vị trí ký bằng bút chì, mục đích ký khống là để lập hồ sơ rút nộp và chuyển tiền giúp bị cáo Trương Mỹ Lan chiếm đoạt tiền của ngân hàng SCB các bị cáo khai làm việc không được hưởng lợi, chỉ được hưởng lương theo hợp đồng lao động. Từ năm 2016 đến ngày 17 tháng 10 năm 2022, các bị cáo Bùi Đức Khoa, Nguyễn Thị Khánh Vân, Trần Thị Kim Chi đã thuê 171 người. Điển hình, bị cáo Bùi Đức Khoa đã tìm kiếm 96 cá nhân và chuyển thông tin cho nhóm Nguyễn Phương Anh để thành lập, sử dụng 77 công ty ma và 19 cá nhân đứng tên tài sản, cổ phần, vốn góp tại các công ty thuộc hệ sinh thái Vàng Thành Phát. Đưa vào hợp thức 166 hồ sơ vay vốn khống để Trương Mỹ Lan rút tiền của ngân hàng SCB. Hành vi của Bùi Đức Khoa đã gây thiệt hại cho SCB hơn 154.800 tỷ đồng, Nguyễn Thị Khánh Vân gây thiệt hại hơn 40.300 tỷ đồng, Trần Thị Kim Chi hơn 37.500 tỷ đồng. Khi hội đồng xét xử hỏi đối với nhóm bị cáo Hồ Bửu Phương, Nguyễn Phương Anh và Đặng Phương Hoài Tâm bị truy tố về tội tham ô tài sản. Ba bị cáo này bị cáo buộc giúp sức cho Trương Mỹ Lan giải quỹ số tiền sau khi rút ra từ ngân hàng SCB để cắt đứt dòng tiền. Theo đó, Hồ Bửu Phương thừa nhận hành vi phạm tội. Phương làm phó tổng giám đốc phụ trách tài chính của tập đoàn VTP và công ty đầu tư Vạn Thịnh Phát, được Trương Mỹ Lan chỉ đạo giao nhiệm vụ phối hợp với văn phòng hội đồng quản trị tập đoàn VTP, Nguyễn Phương Anh và các cá nhân liên quan lên phương án giải quỹ đối với số tiền đã được ngân hàng SCB giải ngân vào tài khoản các công ty thụ hưởng tiền theo phương án vay khống để Trương Mỹ Lan sử dụng cho các mục đích khác nhau. Để giải quỹ, Phương cùng các bị cáo khác lập hợp đồng hứa chuyển nhượng cổ phần khống. Trong đó, các công ty ma được thụ hưởng tiền giải ngân hứa mua cổ phần của các cá nhân được thuê đứng tên sở hữu cổ phần của công ty ma khác. Sau khi ký hợp đồng hứa chuyển nhượng cổ phần và chuyển tiền, các cá nhân sẽ đến ngân hàng ký chứng từ rút tiền. Công ty thụ hưởng hứa mua cổ phần chỉ hạch toán vào một các khoản phải thu, không làm thủ tục sang tên chuyển nhượng cổ phần nên không phát sinh thuế, tránh việc bị cơ quan thuế, cơ quan thanh tra kiểm tra phát hiện sai phạm. Nguyễn Phương Anh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula, thừa nhận hành vi phạm tội làm việc tại tập đoàn VTP từ năm 2009. Từ năm 2018, Nguyễn Phương Anh được Trương Mỹ Lan giao nhiệm vụ quản lý điều hành các nhân viên trong công ty Sài Gòn Peninsula trong việc tìm người đứng tên đại diện pháp luật các công ty ma, đứng tên cổ phần, đứng tên vay vốn, ký chứng từ rút, nộp tiền để tạo dựng hồ sơ vay vốn khống và rút tiền giải ngân tại ngân hàng SCB. Bị cáo Đặng Phương Hoài Tâm, trưởng văn phòng Hội đồng Quản trị Tập đoàn VTP cho biết mình không tham gia vào các phương án giải quỹ mà chỉ thực hiện nhiệm vụ theo dõi tài sản cho bà Lan. Bị cáo Tâm, phụ trách quản lý điều hành mọi hoạt động của văn phòng Hội đồng Quản trị, theo dõi tổng thể thông tin các công ty ma cá nhân đứng tên khoản vay. Cổ đông, việc hứa chuyển nhượng cổ phần và tài sản của Trương Mỹ Lan và Tập đoàn. Bị cáo này là đầu mối phối hợp với Nguyễn Phương Anh, các bộ phận khác thành lập công ty, thuê cá nhân đứng tên để sử dụng cho các hoạt động vay vốn rút tiền, che giấu dòng tiền của Trương Mỹ Lan. Bị cáo Tâm cũng cho biết sau khi đọc cáo trạng thì mới biết hành vi của mình vô tình giúp sức cho bị cáo Lan.